Bộ sản phẩm nước hoa đến từ thương hiệu Việt Dynic, được điều chế bởi Symrise, một trong 5 công ty hương liệu lớn nhất thế giới. Với một mức giá vừa với túi tiền người Việt, vậy chất lượng sẽ như thế nào? Trong video này, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời khách quan nhất. Hello các anh em, đây là một video rất đặc biệt đối với mình và cả với các anh em nữa, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ không review một nước hoa Pháp, một sản phẩm nước hoa Pháp, nước hoa Mỹ hay nước hoa Tây Ban Nha, mà ngày hôm nay anh em mình sẽ review một bộ sản phẩm nước hoa đến từ một thương hiệu Việt Nam, Dynic đó. Nói chung là đối với mình nó có một cái gì đấy nó khá là cảm xúc, bởi vì là chúng ta mặc định luôn luôn nghĩ rằng nước hoa phải là nước hoa Pháp đó, thì cái khái niệm nước hoa của một công ty Việt Nam nó có một cái gì đấy nó khá là lạ. Mình nghĩ rằng nhiều anh em đang cảm thấy là nó sẽ như thế nào, một dạng kiểu như thế. Thì trong video của mình ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các anh em bộ 5 chai nước hoa của Dynic. Mình sẽ chia sẻ đến là tất nhiên rồi, mùi hương của nó là như thế nào, những cái điểm tốt và chưa tốt của bộ sản phẩm này, và cái kết luận dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình đó là có đáng mua hay không, và nếu mà mua thì chai nào là nên đó. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Ok, trước khi chúng ta nói về mùi hương chi tiết thì anh em mình nói qua một chút về chất lượng gia công của bộ sản phẩm này. Phải nói thật với các ông giáo là tôi rất là hài lòng, rất không phải là rất mà là khá là hài lòng về độ hoàn thiện, mình gọi là chất lượng gia công chai lọ. Bởi vì đây, cho anh em nhìn gần, và đây mình so sánh một chút với một sản phẩm mình nghĩ rằng là cùng phân khúc, nếu mà để gọi là phân khúc bình dân, thì đây là sản phẩm của Tommy Hilfiger. Thì có thể là các anh em có thể thấy là không có một cái nhiều cái sự khác biệt đó. Các anh em nhìn mà xem nhé, về thủy tinh này, về các cái đường nét, không có một cái gì gọi là nó quắc khác biệt là quá lớn. Mặc dù là mọi người nếu mà vào web thì giá nước hoa của Tommy đắt hơn nhiều đấy, đắt hơn nhiều so với Dynic, nhưng mà các anh em nhìn xem những cái độ lượng hoặc là những cái dạng như kiểu là thủy tinh ấy, rất là ok, mình rất là hài lòng, cầm chắc, rất là chắc chắn tay. Và nếu mà so sánh với sản phẩm thuộc phân khúc bình dân của nước ngoài, ví dụ như Tommy này chẳng hạn, thì mình nói thật là mình không cảm thấy có một cái gì đấy nó khác biệt đó. Không phải là tôi PR đâu nhá, mà các anh em thích thì chụp ảnh gửi gần cho mà xem, gần như là không có một cái gì khác biệt. Do vậy là mình rất là hài lòng về cái chất lượng, về độ gia công chai lọ của công ty này, rất là ok đó. Cái thứ hai nữa là vòi xịt thì cái độ phun sương khá là ổn, xịt độ phun sương dàn đều. Đây nhìn cho các anh em xem này, thấy không đó, như cứu hỏa, cái độ xương ra đều. Nói chung là về hoàn thiện gia công ok cho một điểm. Còn bây giờ anh em mình sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong bộ nước hoa này, và nó có tên là Breathing Mountain Air, tạm dịch sang tiếng Việt đó là leo lên đỉnh núi hít một không khí trong lành. Thì chắc là cũng hít xong rồi cũng phải xuống thôi, chứ không thể đứng ở trên đấy mãi được. Ok, khi mà mình mới xịt chai nước hoa này thì cái cảm giác đầu tiên của mình đó là một cái tông mùi xạ, và đây nó là một dạng kiểu như xạ trắng. Xạ trắng thì để mà diễn tả lại để cho anh em một cách ngắn gọn, thì khi mà chúng ta ngửi nó sẽ tạo một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nó khác với cái xu hướng xạ mà có thiên hướng animalic, là dạng kiểu như mùi hôi của động vật ấy, thì không phải là như thế. Mà xạ trắng ở đây nó tạo nên một cái cảm giác nói chung là giống như anh em buổi sáng mà mở cửa ra, một cái đón một cái không khí trong lành nó ùa vào ấy đó. Thì ở chai hoa này, cái cảm giác đầu tiên khi mình xịt thì nó gây cho mình cái cảm nhận là như thế. Mặc dù sau khoảng nửa tiếng thì cái dry down của nó thì nó có thêm một chút ấm, một chút đậm, có thể là tông gỗ hoặc là amber gì đấy, nhưng tựu chung lại thì cái tông mùi xạ nó vẫn là làm chủ đạo. Còn lại thì cái ấm đấy, cái đậm đấy nó chỉ làm nền, nó chỉ để giống như kiểu phụ họa mà thôi. Thì với sự kết hợp giữa các nốt mùi đó, nó tạo nên một cái tông mùi hương hết sức là cơ bản cho chai nước hoa này. Mình nghĩ rằng nó thích hợp sử dụng vào trong ngày, những ngày mùa thu và gần như là các dịp. Mặc dù nó không phải là đủ để gây một cái ấn tượng, nhưng nó lại
ở mức an toàn cao, có nghĩa là đi làm xịt cũng được, đi gặp gỡ xịt cũng được, đi cà phê xịt cũng được, đi chơi bời tụ tập xịt cũng được, nhưng nó ở mức an toàn đó, với một cái tông mùi xạ nhẹ nhàng và một chút ấm đó, thì nó không đủ để gây ấn tượng, nhưng nó cũng không đến mức để mọi người ngửi cảm thấy khó chịu, có nghĩa là nó ở mức cơ bản, đặc biệt vào những ngày mùa thu. Còn mùa đông thì những hôm đã quá lạnh thì mình không nghĩ rằng đây là một cái mùi hương nó đủ tạo nên một cái ấn tượng mạnh, và những ngày mùa thu thì mình nghĩ hợp lý hơn. Còn lại đây là một cái mùi hương như mình nói ở trên, cơ bản, dễ dùng và đa dụng. Đó, sản phẩm đầu tiên, Breathing Mountain Air. Và chai nước hoa thứ hai đó là Coconing Under Snow. Đây là một chai nước hoa mà mình khá là ngạc nhiên, bởi vì nó có sử dụng một nốt hương chủ đạo đối với mình, đó là bạc hà. Bởi vì thực tế mà nói, đây là một nốt hương mà đối với cả designer hay là niche cũng không phải là một nốt quá là được chuộng. Đó, cũng có nhưng không phải là nhiều, nó rất là ít. Và ở chai nước hoa này thì có hai cái mà mình cảm thấy khá là khoái, đó là cái nốt bạc hà ngửi nó khá là mượt, nó giống như kiểu một cái cảm giác thanh mát khi mà mới xịt ra, và sau đó là tất nhiên chỉ cái dry down của nó thì nó có thêm một chút gỗ, nhưng cái kiểu bạc hà của nó rất là ngửi, nó rất cảm giác rất là mượt, nó không gây hóa học, nó không cảm giác gây thô. Thậm chí là mình đã xịt so sánh nó với Lush Dirty. Tất nhiên thì là ở mỗi chai nước hoa nó có một hướng đi khác nhau, mặc dù là cùng sử dụng nốt bạc hà. Thằng này thì cái tông nó thanh mát hơn, còn ông em này thì dù sao nó vẫn có một chút cái kiểu đậm đà hơn. Cái kiểu bạc hà nó không phải là trong trẻo, mà nó có một cái gì đấy, nó khi mà dry down của nó có một cái chút gì đấy gỗ, nó làm cái mùi hương nó trầm hơn, nó sâu lắng hơn. Nhưng cái quan trọng ở đây mình muốn nói đó là cái cách blend mùi của chai nước hoa, nốt mùi của chai nước hoa này, mình thực sự là mình khoái, ngửi bạc hà rất là ok, mượt mà sử dụng mùa hè. Chai này mà sử dụng vào mùa hè là rất là tốt luôn. Anh em nào nếu mà có dịp thực sự mà nói thì cũng nên thử chai nước hoa này sử dụng vào mùa hè. Mình nghĩ rằng ngoài như một số những chai nước hoa mà chỉ hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam, ví dụ Nautica Voyage này, Bulgari Pure Home này, Versace Pure Home, thì của em Coconing Under Snow này cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà các anh em nên tham khảo khi mà hè về. Đó, thì ở chai số 2 mà mình nói đến đây, Coconing Under Snow. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đây, nó có tên là Bulconic Retreat. Và nói thật với các anh em, khi mà mình nhìn cái màu juice của chai nước hoa này thì nó làm mình liên tưởng đến những cái chai nước hoa thuộc nhóm mùi green, một chất gì đó xanh, một chất xanh ở đấy, của hoa, của lá, của rêu sồi, của thân gỗ, của ẩm thấp, đó, một dạng kiểu như thế. Và khi mà mình xịt chai nước hoa này, cái open note của nó làm mình nhớ đến, ví dụ chúng ta đi vào một khu vườn mà kiểu như là nó mưa phùn mà sau khoảng một thời gian đấy, thì cái mùi của gỗ này, của cái thân gỗ này, của rêu này, rêu phong bám lên thân gỗ, của cái lá xanh ấy, nó tỏa ra một cái vị nó hơi hăng hăng và ngái, nó làm mình nhớ đến cái open note của chai hoa này. Và sau đó khoảng dry down khoảng 30 phút gì đấy, thì một cái tông mùi gỗ đặc trưng của gỗ đàn hương, của gỗ tuyết tùng. Và mình nghĩ rằng đây là một cái mùi hương dành cho các anh em nào ưa thích tông mùi gỗ đó. Nó không phải là một cái gì đấy cần quá là rực rỡ, không cần phải quá là phô trương, mà đây nó là của một người đàn ông, của một cái gì đấy nó điềm đạm, của một cái gì đấy nó nam tính, một dạng kiểu như thế. Anh em nào thuộc cái phong cách như thế thì mình nghĩ rằng Bulconic Retreat, chúng ta hãy thử mở lòng ra xem, biết đâu các anh em lại vớ được, có hơn 200 lại vớ được chân ái mùi hương thì sao. Nói chung mua nước hoa đừng bao giờ để bị, đừng để bao giờ bị giá cả nó chi phối, thì các anh em sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Đó, chai nước hoa thứ 3, Bulconic Retreat. Tiếp theo đó là sản phẩm có tên Swimming at Riverside. Mùi hương của chai nước hoa này mang những đặc trưng tiêu biểu của những sản phẩm thuộc tông mùi blue, mà ví dụ như ở đây là Paco Rabanne Invictus Versace Lilium Blue YSLY EDP. Thông thường thì nó là sự kết hợp giữa hương nước biển và sau đó là long diên hương, tạo nên một cái tông mùi của biển cả, của thơm. Nói chung là nó hết sức là dễ ngửi. Điểm chung của những chai nước hoa thuộc blue này đó là dễ dùng, đa dụng, dễ nịnh mũi,
và rất rất là an toàn. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta xịt thì đa phần là những lời khen ngợi thơm quá kiểu như thế, chúng ta sẽ nhận được rất rất là dễ. Và chai nước hoa Swimming at Riverside này không phải là ngoại lệ. Khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì chúng ta sẽ có thể thấy là nó có nét ở đâu đó của Dylan Blue, của YSLY EDP, của Invictus, của những cái chai nước hoa theo cái nhóm, theo cái tông mùi này. Thì chắc chắn rồi, khi mà đã thuộc Blue là sẽ dễ dùng, đa dụng, dễ được nhận lời khen và dễ xịt. Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ phải lăn tăn khi mà sử dụng những chai nước hoa như Swimming at Riverside đó. Và cuối cùng sản phẩm có tên Promenade at the Seaside. Mình thấy khá ngạc nhiên khi mà một chai nước hoa có tên Riverside thì lại có cái tông mùi theo thiên hướng của đại dương, của biển cả đó. Còn cái chai mà có tên là biển cả thì lại thuộc một cái tông mùi đối với mình thì nó hơi có thiên hướng một chút aromatic, có nghĩa là một hương thơm ngát, nói chung là dễ xịt và cũng dễ nói thế nào nhỉ, không cảm thấy quá là ấn tượng, không cảm thấy quá là rung động. Thực sự là đây, nếu như mà được đánh giá thì đây là một cái nốt trầm trong bộ sản phẩm của thương hiệu Dynic này, Promenade at the Seaside. Mình không cảm thấy quá là rung động, mình không cảm thấy quá ấn tượng về mùi hương chai nước hoa này. Đại loại nó chỉ là dễ dùng, dễ ngửi, và khi mà chúng ta xịt thì sẽ rất khó để cho chúng ta tạo được một cái điểm nhấn đó, sẽ rất là tiếc. Trong cái bộ sản phẩm này thì chai nước hoa này mình đánh giá là kém nhất, Promenade at the Seaside, không có một cái gì ấn tượng cho mình cả đó. Thì vừa xong mình chia sẻ cảm nhận của mình về mùi hương của bộ sản phẩm nước hoa thương hiệu Dynic. Nếu như mà mình được bình chọn, được vote thì mình sẽ chọn chai nước hoa Cocooning Under Snow, bởi vì là mình rất là thích cái nốt bạc hà của chai nước hoa này, rất rất là ấn tượng. Có thật là nếu mà để so sánh với những chai nước hoa mà có cái giá trị tiền cao hơn, ví dụ như là You or Someone Like You hoặc Lush Dirty, tất nhiên thì nó vẫn có một cái gì đấy nó khác biệt. Thế nhưng ở đây chúng ta đang nói về cái mức giá thì Cocooning Under Snow với cái nốt bạc hà mình thấy cũng là rất là ok. Còn lại những chai nước hoa kia thì nó cũng tốt, thế nhưng mà kiểu là nó chưa đủ để tạo cho mình một cái rung động ấy, cho nên là mình vẫn thích chai nước hoa này nhất đó. Thì tổng quan lại với bộ sản phẩm nước hoa của thương hiệu Dynic này, điểm tốt của họ là như thế nào? Điểm tốt đầu tiên đó là hiệu năng của mùi đó. Xịt trên da của mình cả năm chai nước hoa thì mình thấy rằng nó đều có độ bám tầm từ 6 đến 8 tiếng. Có nghĩa rằng nó không phải là những sản phẩm thuộc dạng bám rất rất là lâu, rất rất là xa đó, không phải. Nhưng nó không phải là quá kém, mà ở mức giữa, mức ổn. 6 đến 8 là một con số đẹp đó. Thì đấy là một cái điểm ưu điểm của Dynic. Điểm tốt thứ hai của bộ sản phẩm này đó là cái độ linh hoạt mùi khá là rộng. Cá nhân mình thấy rằng gần như là cả năm mùi hương chúng ta đều có thể sử dụng để đi học này, đi làm này, đi cà phê này, đi tụ tập đó, vân 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 vân. Nói chung là rất là nhiều dịp. Cái nữa là cái biên độ tuổi để sử dụng mùi hương này cũng khá là rộng. Thanh niên thì các anh em có thể sử dụng Swimming in the Riverside, hơi đứng đắn một chút thì chúng ta có thể sử dụng Breathing in the Mountain Air đó. Nói chung là độ linh hoạt và cái độ tuổi để sử dụng khá là rộng. Đấy là cái điểm tốt thứ hai của bộ sản phẩm này. Còn những điểm của bộ sản phẩm này đó là gì? Cá nhân mình thì thấy rằng nó đang hơi thiếu điểm nhấn. Nó giống như kiểu một nhân tố X hay là một dạng kiểu flagship để có thể giúp cho người tiêu dùng nhớ được đến Dynic nhiều hơn. Và cái nữa đó là đang hơi thiếu những cái mùi hương mà dạng kiểu hot trend trên thị trường nước hoa hiện tại. Ví dụ như citrus, trái cây không có, common không có, spicy, cay nồng cũng không có đó. Thì mình rất là hy vọng Dynic trong thời gian tới đây thì sẽ có những sản phẩm đi đúng theo hướng hot trend để có thể tiếp cận được nhanh hơn đối với người tiêu dùng. Tổng quan lại, có đáng mua sản phẩm của Dynic hay không? Trước tiên chúng ta có thể thấy rằng họ đầu tư một cách rất là có chiều sâu cho cái loạt sản phẩm mới ra mắt này. Hợp tác với Simrise, một trong năm hãng hương liệu sừng sỏ trên thế giới, chất lượng gia công không hề thua kém với những hãng bình dân giống như Tommy Hilfiger mình đã nói ở đầu video. Kèm với các sản phẩm nước hoa thì họ cũng đã tung ra những cái sản phẩm của dầu gội, sữa tắm cùng với tông mùi nước hoa. Nói chung cá nhân mình thấy rằng là rất, một cách rất là chuyên nghiệp và có chiều sâu, có đầu tư. Và
với một mức giá hơn 200.000, nó rất là phù hợp cho học sinh, sinh viên và cho những người không có một điều kiện tài chính quá là dư giả. Thì thay vì họ phải mua những cái sản phẩm fake 190k thì bây giờ họ đã có thể sở hữu một cái mùi hương có đầu tư, có chất lượng xứng đáng với cái giá tiền bỏ ra. Đó thì mình cho rằng Dynic rất xứng đáng để cho chúng ta có một cái sự trải nghiệm. Và đó là cái câu trả lời của mình là có nên mua sản phẩm của Dynic hay không. Thì vừa xong mình vừa review bộ sản phẩm của một thương hiệu Việt, Dynic. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.